Tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng mùa dịch chứ? Cảm ơn bạn đã tiếp tục lắng nghe podcast tình của chúng mình trên kênh Trang Chuối Show, hay còn gọi là Sách Edu by Trang. Hôm nay chúng ta có sự góp giọng của Trang, Benny và Phạm Duy. Chiếc podcast này xin dành tặng cho tất cả các cặp đôi đang không thể bên cạnh nhau. Nè, em biết rằng mùa dịch đã khiến chúng ta yêu xa gần 3 tháng trời. Anh và em ít nói chuyện hơn, những cuộc gọi ngắn bớt, tin nhắn cũng tươi tất hẳn. Em bỗng cảm giác vô cùng bất an. Em lo lắng về mọi thứ, về những con số ngày một tăng cao trên báo đài, lo lắng cho sức khỏe gia đình, cho anh và cho chính mình. Em tự hỏi, tình trạng giãn cách xã hội cứ kéo dài thế này, liệu tình yêu của chúng ta có đủ bền bỉ để vượt qua sóng gió? Liệu bên kia màn hình điện thoại, anh có nhớ em hay đã tìm được người con gái khác trò chuyện thú vị hơn? Bạn bè hay khuyên em hãy tìm một cuộc sống thú vị cho riêng mình, đừng cứ mãi miết xoay quanh cuộc sống có anh. Nhưng giữa dịch bệnh này, tình yêu của chúng ta như cái phao cứu sống em thoát khỏi sự bất an. Nhưng nó trông chênh quá anh à. Chúng ta cãi nhau nhiều hơn, chủ đề để nói cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn ngủ. Mỗi lúc em lo âu, anh lại bỏ đi mà không còn bên cạnh ủi an em như ngày xưa nữa. Phải chăng em không còn là cô bé tỏa ra năng lượng tích cực ngày xưa anh hay xoa đầu? Anh à, liệu mùa dịch này chúng ta có thể đừng vội buông tay nhau, cố gắng yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều điều hơn để cùng trải qua thời gian khó khăn của cả xã hội này không? Anh à, nếu anh có thể dừng lại, kiên nhẫn và đồng cảm với em hơn một chút, vì thời điểm này em nhạy cảm hơn lúc bình thường rất nhiều. Em rất mong ngày cuộc sống trở lại như ngày xưa, ngày mà chúng ta vẫn còn có thể lê la hàng quán và có những buổi du lịch phương xa. Nhưng trước tiên, hãy kiên nhẫn với em hơn một chút, anh nhé. Thương anh. Đoạn thời gian này, mình nhận được rất nhiều lời tâm sự của các bạn khán giả. Như, em đã rất hay cáu gắt chị ơi, em cũng không muốn đâu, nhưng em không hiểu tại sao mình cứ hành xử như vậy. Anh ấy nói với em mình dừng lại nhé, anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Hay là cô ấy luôn bảo em là không quan tâm cô ấy đủ, nhưng đến khi em quan tâm cô ấy thì cô ấy lại bảo em phiền. Chị ơi, em không biết phải làm sao. Tình yêu lúc này thật trong trên mọi người ha. Dịch bệnh bùng phát, vậy là đã hơn 3 tháng mọi hoạt động giải trí, hàng quán ăn uống đều bị đóng cửa. Chúng ta ban đầu còn có thể gặp nhau, đi dạo trên chiếc xe, xuyên qua từng nẻo đường, con phố. Rồi sau đó, mọi thứ lại càng khó khăn hơn. Chúng ta gặp nhau ngày một thưa thớt. Ngày trước, 24 giờ, bận rộn biết là bao. Nào học, nào làm, nào cà kê, nào xem phim, nào quán xá. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những câu chuyện drama mà ta không kể hết. Thế mà bây giờ, thế giới chỉ còn vỏn vẹn qua màn hình điện thoại, laptop hay là máy tính bảng. Thế giới thú vị nhiều mối quan tâm trước kia trở nên thu nhỏ lại. Mọi thứ trong cuộc sống dần chỉ xoay quanh người yêu nè, chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, hoặc là xa xỉ hơn là được làm việc. Nhiều bạn nữ sẽ bắt đầu phụ thuộc cảm xúc vào đối phương, video call hay nhắn tin cả một ngày chỉ để theo dõi tình hình của nhau. Hôm nay anh không xem story của em hả? Hôm nay sao anh chỉ nhắn ngủ ngon chứ không phải là em yêu ngủ ngon nhé? Lúc này, chúng ta cần rất nhiều sự quan tâm và luôn cảm thấy bất an. Đối phương chỉ có thể là ngủ quá giờ một chút thôi là đã cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, cô đơn hay là tủi thân mãi thôi. Còn các bạn nam thì bần thần nè, lạc lối, áp lực, không biết là mình nên bắt đầu từ đâu và nên làm gì. Cô ấy cáu,
Ủa tại sao cô ấy lại cáu? Cô ấy mệt, bạn cũng mệt lắm. Cô ấy muốn được quan tâm, nhưng đến lúc bạn quan tâm thì cô ấy lại bảo bạn phiền. Những cuộc trò chuyện ngày càng nhạy cảm và khó khăn. Bạn nam á, thì đôi khi nói sao hiểu vậy, bình thường ít áp lực á, thì còn chịu hiểu. Thêm một chút xíu, cố gắng suy nghĩ thêm một chút xíu. Nhưng mà bây giờ áp lực quá thì càng không thể nghĩ được gì. Các cô gái của tôi ơi, bây giờ các cô đang khó ở như là mùa dâu nguyên năm rồi. Đôi lúc á, họ cũng không muốn cãi vã đâu các anh ạ. Nhưng mà thật lòng là đang kỳ vọng lắm. Kỳ vọng để được thỏa lấp cái sự khó chịu và không an lòng. Anh à, lúc này em cảm thấy không bao giờ là đủ. Em thật sự luôn cảm thấy không an toàn. Ranh giới này sao mà mong manh quá. Mỗi ngày lướt tin thôi cũng đã rất là áp lực rồi. Bên ngoài thì ngoài tiếng xe cấp cứu ra, ta cũng không nghe được gì khác. Sáng sớm thức dậy, có khi đã thấy trước cửa nhà răng dây. Đôi khi là một tháng bị thì chọt mũi từ 5 tới 6 lần. Năng lượng tích cực lúc này không có đủ nguyên liệu để sản sinh. Nhưng mà tiêu cực thì ôi thôi, quá là dư thừa. Chúng ta bức bách, chúng ta nhạy cảm, chúng ta áp lực. Chúng ta cáu bẳn, chúng ta ít nói chuyện, chúng ta cãi nhau, chúng ta mệt mỏi, rồi chúng ta chán nản. Rồi lại vô tình biến đối phương trở thành chiếc thùng rác xả giận. Tình yêu dần thiếu chất dinh dưỡng và ngộ độc. Hết gây nhau mà còn lại thiếu thốn, thiếu những cái ôm, thiếu những cái cảm giác được vuốt ve da thịt, thiếu những cái kết nối cơ thể. Yêu xa, tâm trạng của chúng ta bức bối, bức bách vô cùng và muốn được giải tỏa nhiều và nhiều hơn nữa. Trong những cái cơn đói khát đó, chúng ta bắt đầu đòi hỏi, đòi hình sexy của người yêu nè, đòi chat sex nè. Chúng ta lo, sợ, an toàn mạng nhưng mà chúng ta vẫn rất là muốn. Chúng ta bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn những điều mà bình thường mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đòi họ. Rồi lúc này, chúng ta lại thấy đối phương thật là ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn cho bản thân của mình mà không quan tâm tới mình gì cả. Rồi lại quanh đi quẩn lại những kỳ vọng rằng đối phương sẽ hiểu cho mình, cho dù là khả năng giao tiếp giữa hai bên lúc này quá là hạn hẹp và không còn kiên nhẫn. Em ơi, chắc em biết ngoài kia đã có rất là nhiều cặp đã đổ vỡ rồi đúng không? Anh sợ chứ, anh sợ mình cũng như thế. Và cứ mỗi lần cãi vã thì cả hai đều chọn cách im lặng. Và chính cái sự im lặng đó sẽ chết chết tình cảm của hai đứa. Đã có một người chị nói với anh rằng, đã không yêu thì thôi, yêu là sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã, yêu là sẽ gây nhau. Tình yêu nó cũng giống như một cái đồ thị parabol vậy đó, có lên, có xuống, có thăng và có trầm. Nhưng đó mới chính là gia vị của cuộc sống. Cái gia vị của sự cãi vã nó cũng không quá khó nếm, và với bản thân của anh thì anh thấy nó cũng rất là tuyệt. Nhưng tuyệt đối mình đừng phân định đúng sai. Trong tình yêu không có sự đúng sai, vì vốn dĩ nó đã tồn tại một sự vô lý rồi. Có bao giờ em tự hỏi là giữa 7 tỷ con người nhưng mà anh vẫn chọn yêu em đúng không? Vậy nên chắc chắn anh không muốn mình đúng và cũng chẳng muốn em sai. Anh muốn cả hai đứa mình đều chọn hạnh phúc. Cảm ơn em đã đến và xin lỗi em vì đôi khi anh không hiểu được mong muốn của em. Trong chúng ta, ai mà không từng mong được hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc là sự nuôi dưỡng bản thân. Tốt từ thân thì mọi thứ cũng sẽ dần tốt lên. Trong thời kỳ dịch bệnh này,
thay vì chỉ chăm chăm xoay quanh người yêu và video call cả ngày, mặc dù là chẳng nói được bao nhiêu chuyện. Nhưng mà ngẫm lại đi, đã bao lâu rồi bạn không ép năm căn nhà của mình hay là căn phòng của mình? Đã bao lâu rồi bạn không nấu ăn, làm bánh? Đã bao lâu rồi bạn chưa đọc thêm vài cái mẹo nhỏ hay là đọc những cái cuốn sách mà cần rất rất là nhiều thời gian? À, hay là bao lâu rồi bạn chưa cày một bộ phim suốt nhiều ngày? Có vô số những cái hoạt động mà chúng ta đã bỏ lỡ rất lâu vì những nhộn nhịp và cơm áo gạo tiền. Đây cũng chính là một trong những cách để dung nạp năng lượng tích cực, giúp bạn cân bằng được cuộc sống, vừa ngừng phụ thuộc vào đối phương, vừa khiến cho bản thân luôn mới mẻ trong mắt người yêu. Hãy nhớ rằng trước khi chúng ta gặp nhau vẫn là hai cá thể độc lập, và chúng ta chọn ở bên cạnh nhau là vì hạnh phúc. Ngoài tình yêu ra, chúng ta còn có những mối quan hệ khác mà phải không? Gia đình nè, bạn bè nè, đồng nghiệp nè. Trang nhớ hoài một việc luôn mọi người à, là mình chưa bao giờ gọi video cho cả nhà cùng một lúc. Bởi vì cả nhà của mình á thì lại hay có cái tính á, là thích được gặp mặt nhau. Nhưng mà dịch này thì đã không được thấy nhau 2 tháng rồi. Cái cảm giác cùng nhau trên cái màn hình đó nó mới lạ lắm. Có chút tủi thân thì, nhưng mà cũng rất là vui sướng. Tại vì có được một cái trải nghiệm nhỏ nhặt mà chưa từng có. Có như vậy thôi á, mà lại làm cho Trang rất là hạnh phúc luôn. Còn bạn thì sao? Có việc gì mà chúng ta chưa từng thử cho đến mãi cái đoạn giãn cách này mới có cơ hội không? Bạn à, có rất là nhiều thứ đang cần liên lạc với chúng ta đấy. Trong đó có cả vũ trụ. Đây cũng là một trong những hoạt động tiếp nạp năng lượng tích cực rất hiệu quả. Con người là loại động vật không thể cô đơn. Bạn có thể sống nội tâm, nhưng cô đơn thì... Mỗi người đến với cuộc sống của chúng ta thì sẽ đều mang một cái vai trò riêng. Nhưng mà sẽ thật là nặng nề nếu như mà một người lại phải giữ quá nhiều vai trò, quá nhiều trọng trách. À nè, ngoài những cái hoạt động kết nối thì cũng đừng quên những hoạt động giải trí nha. Đặt ra những cái thử thách nho nhỏ cho nhau để tăng phần thú vị cho chuyện tình cảm. Mỗi một cái cặp đôi á thì sẽ có cái cá tính và sở thích rất là khác nhau, và các bạn hãy triển khai dựa trên những cái sở thích đó. Ví dụ giống như là các bạn thích đọc sách thì các bạn có thể cùng nhau đọc sách nè. Hay là học nấu ăn để sau dịch trổ tài, thử thách những cái việc như là tập thể dục thể thao. À mà nói nhỏ nè, bạn có biết là có những cái món đồ chơi trong ngoặc kép có thể điều khiển qua app không? Thôi nghĩ sao thì hiểu nha. Có lúc á thì các bạn cũng có thể làm một cái trò vui, ví dụ như là vẽ mấy cái phiếu đổi thưởng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra thì được tặng một phiếu bé ngoan. Ví dụ giống như là mỗi phiếu này sẽ được đổi lấy một lần on top nè, hay là ăn chuối nè, hay là húp sò nè. Nói chung là mỗi cặp thì mỗi sáng tạo nha. Quẩy lên đi nào các bạn ơi. Cái này á thì nó lại vừa hay mà lại không có hại ai cả. À, mà nhớ có một chuyện rất là quan trọng nha, là đừng quên khen nhau nhé. Nó sẽ làm cho cả hai đều cảm thấy tốt hơn, dù là người khen hay là người được khen. Mà nè, có nhắn hỏi người ta đang làm gì á thì cũng đừng quên nhắn vài lời thả thính với nhau nha. Đoạn này nghĩ lại một chút thì có thấy giống như là thời mới cua nhau không mọi người? Một cái cuộc gọi video bất ngờ pha chút tinh nghịch nè, đáng yêu, kích thích thì các bạn nghĩ sao? Nghe có rạo rực không? Bạn nữ có thể chuẩn bị một cái chiếc váy mới sexy để mà mặc thử trong cái lần video call đó, kích thích thị giác của anh người yêu. Hoặc là chỉ cần một tấm hình selfie quyến rũ cùng với chiếc tin nhắn thả thính thêm chút gợi tình sẽ khiến cho đối phương nhung nhớ và ham muốn bạn không thôi. Nhưng mà nhớ nha, đừng quên an toàn mạng đó. Hãy xem lại video rủi ro trong cyber sex mà Trang đã từng làm nha.
Và cuối cùng, đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân thật là tốt. Lúc này cái việc ăn uống lành mạnh nè, rồi tập luyện nè, khiến cho các bạn vừa khỏe nè, vừa mềm lem nè, mà lại có cái tinh thần tích cực hơn, để dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng không hề hối tiếc. Podcast cũng đến lúc phải dừng lại. Tình yêu có thể chết yểu, nhưng bạn hãy đừng chết tâm nhé. Chúng ta có thể quyết định tiếp tục hay dừng lại trong chuyện tình này, nhưng hãy nghĩ thật kỹ và dành thời gian nhiều hơn trước khi quyết định bất kỳ điều gì. Nếu chúng ta không qua được đoạn này, hãy nói với chính mình rằng nền móng của mối quan hệ này chưa kịp xây vững thì động đất đã đến. Còn nếu chúng ta chiến thắng cùng nhau để tình yêu này lại càng thêm mạnh khỏe, mà bạn có biết không, có khi bạn phải đánh đổi từ 3 tới 5 năm trong thời bình để đạt được. Sếp muốn gửi đến những cái ôm thật chặt, gửi đến thật nhiều sức mạnh cho tất cả các bạn khán giả. Chúc các bạn có một buổi tối thật yên bình. Và đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình, cũng giống như follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media nha, nhất là chanchu.com.